Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm đăng quang Việt Nam Idol Kids. Hồ Văn Cường gây chú ý khi tham gia chương trình Việt Nam Idol Kids 2016. Thời điểm đó, hình ảnh một cậu bé miền Tây có ngoại hình nhỏ nhắn, nước da đen được mọi người quan tâm. Ngay từ đầu, lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình, Hồ Văn Cường đã lấy nước mắt khán giả vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi hát đám cưới từ năm 10 tuổi để kiếm tiền phụ cha mẹ. So với các thí sinh dự thi, Hồ Văn Cường có tính cách nhút nhát, song lại sở hữu chất giọng ngọt ngào phù hợp với dân ca. Bằng sự nỗ lực của bản thân, Hồ Văn Cường xuất sắc giành ngôi vị quán quân Idol Kids. Chiến thắng của em được công chúng ủng hộ hết mình. Tham gia Việt Nam Idol Kids cũng là cơ hội để Hồ Văn Cường gặp gỡ Phi Nhung. Cụ thể, giọng ca Phải Lòng Con Gái Bến Tre tình cờ biết đến giọng ca nhí thông qua một đoạn clip fan giới thiệu. Sau đó cô tìm hiểu hoàn cảnh của cậu bé mê hát và quyết định nhận em làm con nuôi lo toàn bộ học phí. Không dừng lại ở đó, Phi Nhung còn hỗ trợ quán quân Việt Nam Idol Kids trong các hoạt động nghệ thuật. Hồ Văn Cường được mẹ nuôi tạo điều kiện tham gia các chương trình ca nhạc trong nước và hải ngoại. Dù đang được khán giả yêu mến, song Phi Nhung hướng Hồ Văn Cường tập trung vào việc học, chỉ đi hát vào thời gian rảnh rỗi. Trong một bài phỏng vấn, Hồ Văn Cường tiết lộ từ khi lên thành phố Hồ Chí Minh, em đã thích nghi với cuộc sống mới, những thói quen hồi còn ở quê, đặc biệt là chuyện ăn uống, mẹ được mẹ Nhung nhắc nhở, sửa từng chút một. Bù lại, cậu bé được mẹ nuôi dẫn đi chơi nhiều nơi và cũng tăng cân so với trước. Sau 4 năm theo đuổi ca hát, Hồ Văn Cường khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh phỏng phao. Cậu bé hát chân ca gầy gò, đen nhẻm ngày nào đây giờ đây đã lột xác với vẻ ngoài cao lớn hơn. Em cũng tự tin hơn khi tạo dáng trước ống kính. Hồ Văn Cường cũng biết cách chăm chút ngoại hình nhiều hơn. Em nhuộm tóc, lựa chọn trang phục trẻ trung, sành điệu. Tuy nhiên khi đi diễn, giọng ca vẫn trung thành với áo dài nam phù hợp với dòng nhạc mà em theo đuổi. Trong một chương trình, Phi Nhung cho biết Hồ Văn Cường có cái tôi lớn, không thích ai tội nghiệp mình. Cô kể từ thời gian bể giọng, con trai không tự tin để xuất hiện trên sân khấu. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, song Hồ Văn Cường vẫn giữ được sự lễ phép và giản dị của mình. Mới đây nhất, hình ảnh em ngồi gửi chén trong quán chay của ca sĩ Phi Nhung được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, giọng ca nhí cho rằng mình chỉ đến phụ mẹ những ngày chay đông đúc. Con không thấy vất vả gì, những công việc này vừa sức với con, ai muốn nói gì cũng được. Con muốn làm cho mẹ, con nuôi mẹ Nhung suốt đời. Cường bộc bạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.